Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cổ bạn Tuyến Fan của mấy bạn FZ5EZ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Isa ở trong mùa giải S3 2024 này nhé. Một vị tướng pháp sư cũng rất là mạnh ở trong Liên Quân và dạo gần đây thì cũng đang có tín hiệu quay trở lại rất là tích cực với một cái bắp nho nhỏ. Thật ra gọi là nho nhỏ thì nó lại hơi sai. Chính xác là một cái lỗi bắp nghiêm trọng của vị tướng Isa khiến cho Tín Nị luôn luôn ở trong trạng thái cuồng bạo, thành ra là cái tốc đánh của Tín Nị bây giờ được bắp lên rất là cao, mặc dù là vị tướng Isa không lên bảng đếm số. Và anh em cũng đã biết rồi, cái sức mạnh của vị tướng Isa thì 99,9% đến từ Tín Nị. Thế nên là có Tín Nị và có bắp sức mạnh thì sẽ khiến cho vị tướng Isa trở lên rất là OP. Và hiện tại Zata còn khá là ít máu và chúng ta cũng đã bắt được vị tướng Zata, nhưng đổi lại là cũng lên bảng đếm số và Tín Nị thì đang có trạng thái là dẫn cá chém thớt. Mặc dù Zata là người tấn công mình, Zata lên bảng đếm số rồi không biết tấn công ai thì lại tấn công khỉ lá. À đâu, chính xác đây là một cái động thái ram rừng hộ cho Astrid. Nó không phải là dẫn cá chém thớt anh em nha, một cái lối đánh tư duy rất là cao đến từ Tín Nị. Không chỉ bắp thêm về cái sức mạnh vật lý mà ở đây chúng ta cũng có thể thấy là được bắp thêm cả sức mạnh về mặt tư duy, mặt EQ. Thành ra là Tín Nị bây giờ thì cũng rất là khôn anh em nha. Ngoài ra trong những phiên bản gần đây, với cái việc là chúng ta bị giảm một tí sức mạnh trong phần rừng của team bạn ở giai đoạn đầu trận, có nghĩa là khi chúng ta bước vào phần rừng của team bạn thì chúng ta bị giảm sát thương, thì cái việc cướp rừng bây giờ nó trở nên rất là khó khăn. Nhưng với vị tướng Isa thì cái việc đấy nó lại rất là dễ dàng. Khi anh em để ý là cái vị tướng chúng ta chơi ấy, nó khi vào trong phần rừng của team bạn thì bị giảm sát thương, nhưng đó chính là giảm sát thương về tướng thôi, chứ còn về Tín Nị khi chúng ta vào rừng thì không bị giảm sát thương mà lại còn được bắp tốc đánh. Thế nên nếu anh em chơi vị tướng Isa này mà chúng ta muốn có một cái lối chơi đánh mạnh ở giai đoạn đầu trận thì cũng có thể cân nhắc những cái tình huống mà chúng ta vào cướp rừng của team bạn, thì theo cá nhân mình nó cũng rất là ổn. Zata bây giờ thì cũng đang có những cái tình huống lên gank vào team mình và hình như là Zata cũng chưa có level 4. Và mình thì cũng mới có level 4. Rồi chúng ta cũng sẽ núp ở đây nha anh em nhá. Đợi một tình huống team bạn lên cao và sau đó chúng ta sẽ úp cái chiêu cuối này vào. Một cái chiêu thức mà khống chế rất là mạnh. Nếu mà kẻ địch nào mà không có những chiêu thức cơ động thì lên bản điểm số là điều chắc chắn. Và người đầu tiên lên bản điểm số là vị tướng Roshi. Chưa kịp biến về thì cũng đã lên bản điểm số mất rồi. Đó, và trong clip ngày hôm nay của mình thì ngoài chia sẻ về lối chơi của vị tướng Isa thì chúng ta cũng sẽ làm rõ một số vấn đề về cái sức mạnh của vị tướng Isa để làm sao khi chúng ta chơi vị tướng này nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Đó, và cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến anh em đó chính là cái vị tướng Isa này nếu anh em đánh không cẩn thận thì nó sẽ trở thành một cây ATM bắp tiền cho team bạn liên tục. Để làm rõ cái vấn đề này thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau lướt qua về cái bộ kỹ năng của vị tướng Isa. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái nội tại của vị tướng Isa có tên là Tín Nị. Với nội tại này thì vị tướng Isa sẽ triệu hồi ra một chú bét có tên là Tín Nị, tấn công và gây sát thương sau những cái đòn đánh thường. Có nghĩa là anh em tấn công vào ai thì Tín Nị sẽ lao lên người đấy và tấn công. Đó, và cái lượng máu giáp của Tín Nị thì sẽ phụ thuộc vào công phép của vị tướng Isa. Và trong cái tình huống này thì mình cũng sẽ tanh cho Tín Nị một tí để Tín Nị có thể tấn công một cách tốt nhất vào vị tướng Thon và vị tướng Roy. Cái việc sử dụng vị tướng Isa thì theo cá nhân mình nó cũng không quá là khó đâu anh em, gần như một cái lối chơi rất là dễ. Nó khác hoàn toàn với những cái vị tướng Hoa Mỹ mà chúng ta chỉ cần điều khiển Tín Nị làm sao hợp lý thôi để Tín Nị có thể tấn công vào những cái mục tiêu mà chúng ta đã chỉ định. Đó, và cái việc quan trọng nhất khi anh em chơi Tín Nị mà lúc chúng ta cũng đã nói ở đầu video đó chính là làm sao để tránh hạn chế, biến vị tướng Isa trở thành một cây ATM. ATM ở đây thì không phải là cái việc là chúng ta gì nhỉ? Làm cho vị tướng Isa lên bảng đếm số nhiều, và đó chính là làm cho vị tướng Tín Nị lên bảng đếm số nhiều, hay chính xác là chú vét Tín Nị. Bởi vì mỗi lần Tín Nị lên bảng đếm số thì tướng địch cũng sẽ có khoảng 80 vàng. Thế nên nếu anh em mà không cẩn thận thì gần như là một cái game đấu thôi là tướng địch có thể khai thác được vào Tín Nị rất là nhiều. Và Volcat thì cũng đã đến lên ngựa rồi, Volcat mùa này thì tương đối là khỏe anh em nhé. Thành ra là mình cũng sẽ phải cẩn thận tránh xa Volcat để chúng ta hạn chế nhận lại cái lượng sát thương chuẩn đến từ vị tướng này. Rồi, và chúng ta đã có một cái lần cường hóa nấm và ăn được vị tướng Volcat. Và Volcat trong trận đấu này thì mới ở giai đoạn đầu trận thôi, thành ra là cũng chưa nguy hiểm lắm. Rồi mình cũng sẽ rút Tín Nị về. Thứ nhất là vừa để bắp giáp cho mình, tránh cái pha bay của vị tướng Zata vừa rồi. Và thứ hai là cũng giúp cho vị tướng Tín Nị tránh lên bảng đếm số. Tiếp tục đến với cái bộ kỹ năng của vị tướng Isa thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu 1 của vị tướng Isa tên là đá ma thuật. Với chiêu thức này thì vị tướng Isa sẽ bắn ra một viên đá gây sát thương. Đồng thời nếu mà chúng vào tướng địch thì Tín Nị ngay lập tức sẽ nhảy vào tướng địch đó và gây sát thương liên tục. Cái này thì nó sẽ khác với cái lần anh em đánh thường nha. Thí dụ anh em đánh thường vào tướng địch thì Tín Nị sẽ đi bộ đến tướng địch và tấn công thôi.
Nhưng mà trúng chiêu 1 thì ngay lập tức tí nị sẽ bay đến. Và ngoài ra nếu anh em sử dụng trúng 2 lần là chiêu 1 rồi, thì đến cái lần thứ 3 vị tướng Isa sẽ tạo ra một cây nấm, tạo vật cản và chặn đường đi của tướng địch. Với chiêu thức này thì mình thấy cũng rất là có lợi để có thể khép góc tướng địch. Và hiện tại thì chúng ta cũng đã trói được 2 người, nhưng mình cũng sẽ phải rút lui thôi. Thì Zata cũng đã bay cái chiêu cuối. May mắn là team mình xuất hiện kịp thời, thành ra là cái lượng đam của Zata trong tình huống vừa rồi đã được chia đều cho khoảng 4-5 thành viên. Thế nên là chúng ta cũng tránh hạn chế cái việc lên bảng điểm số. Đó, và tiếp tục đến với chiêu 2 khiên ma thuật của vị tướng Isa. Với chiêu thức này thì chủ yếu là một chiêu thức bắp giáp cho vị tướng Isa, đồng thời là cũng sẽ giúp cho vị tướng Tí Nị, hay chính xác là chú bé Tí Nị, quay trở lại với vị tướng Isa. Kiểu như là đang tấn công hăng và anh em bật chiêu 2, ngay lập tức Tí Nị sẽ hủy lệnh tấn công và quay lại với Isa. Với chiêu thức này thì mình nghĩ là anh em nên giữ nhé, đừng sử dụng tùy tiện. Đó để làm một chiêu thức an toàn. Kiểu như là trong quá trình giao tranh, nếu mà Tí Nị hăng quá, anh em thể sử dụng chiêu 2 để rút Tí Nị về và tránh cái tình trạng là Tí Nị lên bảng đếm số. Ngoài ra trong cái quá trình mà Tí Nị chạy đến chỗ Isa, nếu mà tướng địch đứng cạnh Isa thì cũng sẽ bị hất tung. Cái chiêu thức này thì mình thấy cũng rất là hay, để anh em có thể làm một chiêu thức phòng vệ nếu mà tướng địch áp sát mình nhanh quá. Và ở đây thì mình cũng sẽ test cho anh em nhé, xem có ai test được không, và có vị tướng Volcat. Rồi kích hoạt chiêu 2 và chúng ta hất tung được vị tướng Volcat. Đó, và ở đây thì cũng có một cái mẹo rất hay cho anh em ở cái chiêu 2 cho vị tướng Isa. Đó là anh em có thể nhử chiêu thức team bạn hay là nhử đam team bạn đến từ Tí Nị. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng chiêu 1 để Tí Nị lao lên, sau đó là tướng địch sẽ dồn đam vào Tí Nị. Nhưng trong quá trình dồn đam, anh em hãy để ý nhé, là chúng ta kích hoạt chiêu 2 đúng lúc, thì trong cái quá trình mà Tí Nị rút lui về, trong cái quá trình đấy thì Tí Nị sẽ được bất tử. Đó, thế nên là có thể né được một lượng đam rất là lớn đến từ team bạn. Thì theo cá nhân mình là anh em có thể tận dụng mẹo này để tối ưu hóa sức mạnh cho vị tướng Isa, mình thấy cũng rất là tốt. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với chiêu cuối sa bàn ma thuật của vị tướng Isa. Với cái chiêu cuối này thì mỗi lần anh em sử dụng, vị tướng Isa sẽ triệu hồi Tí Nị nhảy vào tướng địch, gây sát thương, đồng thời là Tí Nị cũng sẽ được cường hóa cái trạng thái cuồng nộ. Nhiều anh em thì cũng bảo là cái chiêu cuối của Tí Nị dễ né, nhưng mà dễ né với những cái vị tướng cơ động thôi, chứ còn ví dụ như Thon chẳng hạn, đó không có chiêu nào để chạy thì chắc chắn là cũng phải dùng tốc biến, còn không dùng tốc biến thì lại là lên bảng điểm số, tại vì cái sức sát thương của Tí Nị lúc này thì nó sẽ là cao nhất và mạnh nhất, và tấn công rất là nhanh anh em nha. Thành ra là cũng không thể coi thường được cái chiêu cuối của vị tướng Isa. Và vị tướng Isa thì mình nghĩ là chúng ta cũng nên pick trong những đội hình mà có nhiều vị tướng kém cơ động, thì cái sức mạnh của vị tướng Tí Nị cũng sẽ được tăng cường lên tối đa. Rồi chắc là pha này mình sẽ rút lui, tại vì cũng đã có một cái tình huống băng trụ đến từ vị tướng Volcat. Hơi tiếc một tí là cái chiêu cuối của mình chiêu hồi, thành ra là cũng không thể trói được Volcat ở trong trụ. Nhưng mà không sao, Volcat cũng đã lên bảng điểm số. Có một cái tình huống mà Volcat có lẽ là hơi ham một chiêu cuối, thành ra là không xuống ngựa, lên bảng điểm số ngay trong cái trạng thái ở trên ngựa. Tổng quan qua từ một cái bộ kỹ năng như vậy thì đây chúng ta sẽ rút ra cái lối combo dành cho vị tướng Isa. Đó chính là trước khi vào giao tranh, anh em hãy cố lấy cho mình khoảng 2 điểm nội tại. Đó, để vào giao tranh xong thì chúng ta có luôn cái điểm cường hóa nội tại đến từ chiêu 1. Anh em sử dụng chúng vào tướng địch và sau đó chúng ta sẽ combo với chiêu cuối, thì cái tỷ lệ chúng nó sẽ rất là cao. Đó, chứ còn thí dụ mà anh em sử dụng chiêu cuối luôn thì mình nghĩ là khả năng chúng nó sẽ khó đấy, tại vì cái chiêu cuối này mặc dù là nó mạnh nhưng mà cái tỷ lệ trúng nó cũng rất là thấp. Thế nên khi anh em sử dụng với chiêu 1 thì nó sẽ tạo cho tướng địch một cái độ khựng nhất định, và chúng ta tranh thủ cái lúc mà tướng địch bị khựng chúng ta sẽ bật cái chiêu cuối, thì theo cá nhân mình nó sẽ là hợp lý nhất. Còn về mảng trang bị dành cho vị tướng Isa trong clip ngày hôm nay của mình thì mình cũng sẽ để dưới màn hình anh em nha. Đó, lối trang bị ngày hôm nay của mình thì chắc chắn là nhiều anh em nhìn sẽ bảo là lối trang bị này nó sẽ hơi khác một tí so với những cái vị tướng pháp sư thông thường của chúng ta hay chơi. Tại vì pháp sư thông thường chúng ta hay chơi thì chúng ta sẽ lên những cái món đồ như kiểu là trợ bùng nổ này, mặt nạ Berit, hay là những món trang bị nó mang cái tính chất là sốc sát thương. Nhưng với vị tướng Isa thì cái sức mạnh chính của vị tướng này đến từ chú pet Tí Nị. Thành ra nếu muốn vị tướng Isa mạnh nhất thì mình nghĩ chúng ta sẽ ưu tiên những cái món trang bị mà có nhiều công phép. Càng nhiều công phép thì Tí Nị nó sẽ càng mạnh. Đó, tại vì nhiều công phép thì thứ nhất là Tí Nị sẽ được bắp thêm về mặt sát thương, bắp thêm về chỉ số máu và bắp thêm về lượng giáp phép và giáp vật lý. Đó, thế nên là mình vẫn ưu tiên một lối đồ nhiều công phép mà thôi. Đó, còn ở những cái đồ slot sau, nếu anh em sợ Isa thiếu đêm quá thì chúng ta cũng có thể cân nhắc lên thêm một chút xuyên giáp để gia tăng cái sức sát thương cho chiêu 1, hoặc cũng có thể thay cái món trang bị trượng hỗn mang trở thành trượng bùng nổ, thì theo cá nhân mình nó cũng rất là ổn. Nếu trong giai đoạn cuối trận hay những trận đấu nào mà đánh về lâu về dài thì anh em cũng có thể cân nhắc nhé, chúng ta tỉa bớt những cái món trang bị không cần thiết như là giày chẳng hạn, chúng ta lên khoảng 2 sách thánh, hoặc là bán thêm những cái món trang bị mà chúng ta cảm thấy là không quá là cần, lên thêm 3 sách thánh, thì gần như là cái sức mạnh của vị tướng Isa sẽ được bắp lên tối đa cho Tí Nị. Đó, và bây giờ thì chúng ta cũng đang lắm được cái thế chủ động trong cái map này rồi, khi liên tục đẩy được những cái trụ đến từ team bạn. Mặc dù mới chỉ là phút thứ 9 thôi nhưng mà team mình thì cũng đã ăn được khoảng 22 mạng, gần như là hủy diệt rồi, và cũng khá là khó có cửa bật dành cho team bạn trong cái trận đấu này. Và Zip thì cũng đã lăn lên và muốn bảo combat, và mình cũng sẽ đứng ở đằng sau. Mình dình những cái tình huống nào mà team bạn không cẩn thận một tí thôi là chúng ta bật chiêu cuối.
đó, và ưu tiên nha anh em nha, nhốt vào những cái vị tướng nó không có cơ động thì khả năng cao là sẽ thành công, chứ còn nhốt vào Nakroth thì gần như là sẽ phế anh em rồi. Và Thorn thì cũng đã mất đi cái chiêu 2, một cái chiêu thức mang cái tính chất cơ động của vị tướng này. Kể ra mà trận này team bạn bích những cái vị tướng xạ thủ kém cơ động hơn như là kiểu John với Thel'Nas thì chắc chắn là còn hay nữa, đó chúng ta cứ chói phát là ăn được mạng. Và lính thì cũng đã lên rồi, và mình nghĩ là trận đấu này thì cũng có thể kết thúc luôn ở phút thứ 10. Và clip của mình về vị tướng Isa ở trong mùa giải S3 2024 thì nên là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu nghe nào thế thì mọi người để lại mình một like thì kênh, có thể ủng hộ mình tiếp tục ra cho khác hơn nha. Lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.